Mời mọi người ghé xem nha Mình mong mọi người chia sẻ ra cho mình cho rồng nha Để chúng nó bánh canh cái lỗ tái ra mà nghe Chúng mày đừng có hồng mà lừa dân tao Đấy, không có cái chế độ nào mà tốt hơn cái chế độ độc đảng hết của Cộng sản hết Đấy Chúng mày đừng có hồng mà lừa Chúng mày không đừng có đưa cái hình ảnh của con nấm ra mà lừa mì người dân. Mà nói dư nói lại con nấm á, thì cái khí mà nó ở Việt Nam ra khỏi nhà tu Việt Nam mà ra sân bay để mà nổi bài để mà sáng bay sang Mỹ đấy. Thì nó vừa, cái giá rẻ nó rất là hồng hào béo tốt. Đấy, nhưng mà ra sáng đến Mỹ rồi, cái khí mà hết chế độ 6 tháng mà nhà nước báo nuôi ăn nuôi ở á. <laughs> thì nó cũng đã la la rất là gây rồi cơ thể của nó là gây dần dần héo mòn dần dần và cái thời gian đầu mới sáng nó vẫn lên mạng khá là dày được là cái bọn bên đó là dừng lên để mà đứng trước micro rằng là thể hiện rồi là chế bai nội xấu việt nam là độc đảng thì lò thầy trai đấy và dù nó đã mất cúp dù nó đã mờ áp hết cơ nhưng mà cái thân của nó vẫn là dần dần là tàn tạ tà. theo cái nỗi lo là cơm áo gạo tiền đấy sa răng là sáu hết cái sáu tháng chế đồ báo nuôi của ăn ở của mỹ rồi thì mẹ con nó cả lo nhà nó sẽ làm sao để mà sống đây đấy trong khi ra cái khi mà mở ra khỏi sân bay rồi đấy tôi tin chắc là con nấm khi đó không mù cho nên nó đã thấy được rằng là hăng hà xá số hai bên đường hay là công viên hay là gầm cầu gầm cổng bất kỳ ở đâu cũng là tràn ngập người vô gia cư họ nghèo đến nổi mà không có nổi một cái lêu giống như là cái ố mà đi du lịch đấy mọi người <laughs> rách rưới bẩn thỉu cực kỳ luôn mọi người cứ gõ cứ sáng google mà gõ để có thử kiểm nghiệm kiểm tra có thử túi nói có đúng không mọi người cứ sáng google mà gõ rằng là tìm người vô gia cư ở mỹ cứ gõ tiếng việt nam thôi ở mỹ hay hay ở bất kỳ đâu cũng có người vô gia cư nhưng mà ở mỹ là nhiều nhất hơn 41% dân số Mỹ là vô gia cư nha mọi người. Đấy, cho nên á, cái bản thân con nấm dư mà đến cái thời điểm mà à, của bà Phương Hằng đấy Thì là cách với cái thời gian mà nó nó nhập cảnh tại Mỹ đấy Thì có nghĩa là hơn một năm Trên dưới một năm gì đó Đấy, thì nó có nhảy vào cái đơ ra má của bà Phương Hằng để cắn xé Cùng là để bối bác cái chế độ cộng sản nhưng mà nhậm chân là chúng nó nó chúng nó nói không nổi nữa và nó cùng đắng từ chúng nó cùng đáng phải cắn nhau đấy là con nấm đã nói rằng túi tưởng nước mì thế nào tưởng các anh là mạnh mẽ thế nào chứ giờ mà cứ nói nhưng mà thực sự không có gì ăn cho khỏe để ngày mai ngày kia tiếp tục mà nói rồi súng đàn ở đâu mà nói với cộng sản lật với cộng sản là lấy cái gì để lật cộng sản đã có lô cái clip mà con nấm phải cắn sẽ với bọn đỏ như thế và con nấm đã là sau khi bị mắc lâm đấy và con nấm đã hiểu ra cái thực tế cuộc sống bếp đó và hắn đã không ăn rơ với cái bọn là dân chủ cuối này nữa bởi vì con nấm đã nhìn được cái cuộc sống thực thực sự ở bên đó là đói kém là những cái bọn mà rêu rau rằng là giờ là, là là như thằng um, đào mính à, như thằng tổng như thằng tổng thống đào mính ấy. chỉ là những cái đứa bà dơ chỉ là những cái thanh phân bà dơ thôi mọi người à. chỉ là cái mồm cái mồm để mà gào. để mà gọi là chúng nó chính là những cái thành phần mà xiếng ăn nhắc làm đấy cho nên chúng nó mới thành lập ra một cái tổ chức rằng là chỉ có là ba bốn đứa năm bảy đứa thôi Chứ không nhiều đâu mọi người ơi không nhiều đấy và thằng minh đấy thằng đào minh quân là chỉ là thuế một cái tù một cái gọi là một cái phòng một cái giám nhà để hoang mà chúng nó từ trứng bay vào đấy lấy cái sao huyệt bá khoe nha mọi người Của Tổng thống Đào Minh Quân Thì chúng nó là trớn trẹt lại, trớn trẹt lại rồi chúng nó Là là vối vé rồi là dán vai kia kia cái 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 tránh ảnh cái băng rôn đấy thì những cái đó thì gọi là cái rẻ rách tôi cắt chữ dán vào thì có là bao nhiêu đâu <laughs> và chúng nó thành lập một cái tổ là ba bốn người, năm sáu người chẳng hạn. Đấy. Và cái số đó thật dân 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 đã rơi rùng rất nhiều rồi, bởi vì thứ thì ra rồi chết, Thứ thì ra, Thứ thì lừa là ốm được mỡ tiền rồi là trốn. <laughs> và đến như trong cái cách của chúng nó gọi là cái bọn siêng ăn nhạc làm. <laughs> thì chúng nó đó gọi là cái thuyền nhắn gọi là những cái bọn mà theo mỹ nguy ngay xưa tức là gọi là thuyền nhấn đấy gọi là những cái bọn thuyền nhân thì chúng ráng đỏ rất chi là nhiều và cái khí mà cái nơi mà mà từ thuyền nó kia rồi là cái khí mà chúng nó nhập cảnh sang mỹ đấy cái khí là những cái bọn mà nguy như là cỡ mà cá thằng hoài lính đấy hoặc là thằng nguyễn văn thiều rồi thằng là những cái bọn mà thuyền nhấn mà 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 phản đồng ngày xưa mà, mà cái khí mà được đưa sang mỹ là chúng nó cả cái 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 cái, nước mỹ đấy là cái nước mỹ đưa chúng nó về là cái xứ ca ly mà chúng nó đang ở đến dư thì trước đó là những cái năm bảy lắm đó là cái xứ ca là một cái bài đất hoang nha mọi người <laughs> ơ trời ơi <laughs> Phải kể, kể, thế này á Tôi rất là cái người rất thích tìm tòi cho nên tôi hiểu hết Được những cái khi mà chúng nó tập tành mà Đặt cái chân bước xuống cái sự cá lý, cái sự thiên đường Mà chúng nó lừa dẫn trong nước rằng là thiên đường đấy Thì thực sự đó là cái bãi đất hoang Cả cái tỉnh cá lý đấy, gọi là cái bang cá lý thì là cái nước mỹ nó rất rồng nó rồng nó nó mạnh nó mạnh nên nó chiếm được làm cái lãnh thổ của nó rất là rồng mọi người ạ cái lãnh thổ của nước mỹ đấy còn phải nói rằng là bằng nắm bằng bảy bằng 10 cái, 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 đất nước việt nam <laughs> cho nên cái cá lý đó là cái cái, cái nơi mà còn còn gọi là để hoang đấy thì cái khi mà được xe rồi làm hạ à, cạnh cảnh xuống sân bay mà được trung chuyển mà đưa đến máy bay rồi xe cò đưa đến đấy đưa đến chúng nó thì cái tấm cái tấm <laughs> cái nó cái tấm tràng của chúng nó khi đó là chúng nó rất ngạc nhiên thử thì tiền tắm không biết và thử mà cái tựa cái cái, cái cái cái, cái lửa hoặc là cái lớp mà giống như là cha thằng hoài linh hoặc là cha thằng hưng hay cha còn Việt Hương rồi cha con mình Phí Nhung Rồi thằng Nguyễn Văn Thiều Là cái lớp đó mà khi khí mà được sáng mỉ rồi mà được chúng nó tập kết về đó cả bay Là riêng cho cái bản riêng cho cái người Việt Nam mà chúng nó rất hoang mang Chúng nó rất hoang mang và khi đến đó là chúng nó đã ngộ nhận Chúng nó đã biết rằng là chúng nó nói ra nói với nhau rằng Là tha là chết hơn Việt Nam Còn sáng đây mà phải sống một cái nơi hoang vu Lành lẻo không bằng người như thế này mọi người ạ à. Chúng nó đã nói với nhau như thế Đó Và cái uh, cá li, cái băng cá ly ngay đó đấy <laughs> hầu như là bỏ hoang chứ nó không đông đúc như ngày nay mà cái năm bảy lắm đó là gọi là giống như là bỏ hoàn toàn là bỏ trọng luôn chỉ thỉnh thoảng là có đối chỗ đấy chỉ thỉnh thoảng là có đối chỗ là người ta xây dựng uh, những cái nhà máy ấy, mà gọi là uh, dừ dư là giống như kiểu là có những cái chất thải độc hại thì người ta xây giá xây xá ra ở xa những cái nơi dân cư đấy đây thì dần dần là nhà, những cái tấm trạng của những cái bọn này lúc đó rất là hoang mang lo sợ bởi vì chúng nó ngộ nhận răng mì chúng nó nhìn vào đường sữa nhìn vào đô la của Mỹ là cả thế giới là rót cho Việt Nam, kể cả châu Á như thằng Nhật, thằng Thái, thằng Hàn, rồi là chị chị ở Philippines, nói chung là những cái nước đó là vừa là cho Mỹ thuê để làm sân bay, làm cánh quạt, làm cánh cứ. Thứ nhất là làm sân bay để mà cho Mỹ là là, là 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 làm cái nơi mà trúng chuyển súng đàn này quấn lính nó ăn ở này rồi là cái gì vừa là nó no, gọi là cái dưới trường chữ hầu đấy gọi là chữ chữ hầu như thằng nhật thằng han là vừa là phải là chó thuê cái mặt băng này để tập trung lính này rồi vừa là phải là cống nạp cống nạp lương thực nhu yếu phẩm để cho mì nuôi lính này rồi như nhật như hàn đấy là còn phải là cung cấp gái xuất thứ xuất khẩu trà con trai sáng làm mà sáng là đánh thuế cho mì để lấy tiền về làm giàu cho màu quốc hàn đấy và hàn cũng là xuất khẩu các gái Đấy, nhà ai mà có con gái đến cái tâm tuổi 14, 15, 16 là xuất khẩu sang Việt Nam, làm điếm, đấy, cho lính khắp châu Âu, cho lính cả thế giới để lấy cái nhìn tiền đó về xây dựng, làm giàu cho cái đất nước Hàn đây cho nên á dư mà mình kể ra đấy rồi thì những ai mà, các bạn mà đi đâu mà gặp những cái đứa mà cứ đứa hàn đứa nhật đứa thải ra mà 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 xó bị giàu nghèo đấy thì mọi người cứ lấy những cái câu này mà đập vào mặt chúng nó đó là những cứ thật những chứng cứ thật mình không nói sai nửa chữ trong cái khi Việt Nam đang chùm chìm ngập trong bom đàn như thế Thì thằng Hàn đã bình an Và xuất khẩu uh, thịt tươi Tức là vừa trái vừa gái sang cái Việt là sang cái, cái địa bàn là Việt Nam để mà kiếm ăn, để mà đánh thuế cho Mỹ, để lấy tiền về để xây làm giàu cho mẫu quốc thì việt nam vẫn chìm ngập trong bom đạn thì hà cớ gì mà cứ bọn ngu chúng mày lại đưa việt nam và hàn ra để so sánh giàu nghèo hả những cái con ngu ngục những cái thằng ngu ngục chúng mày ngu thì cũng phải chưa phân chó về chứ chứ tránh hết phân ngu của chó như thế con nấm là một cái con ngu ngục chứ không phải là cái con thông minh nếu dư mà cho cả cái lo nhà con nấm trở lại việt nam ấy thì nó mừng hơn là con nó chết xong lại chứ không phải là nó mừng như cha nó chết xong lại đâu trừ những cái thế hệ như thằng thiều thằng thăng ngô văn thạch rồi thằng ngô văn thượng thằng ngô văn thượng rồi trừ những những cái thế hệ là ông cha của thằng thằng hoài linh rồi trừ những cái thế hệ mà của con ông cha thằng đơm Hay là ông cha con Việt thương Hay là trừ những cái thế hệ mà ông cha của là cha mẹ con phí phí nương nương đấy Đấy thì con nấm chỉ là cái hàng lắng quăng Cái hàng là cả cân cấn mù mù thôi Chứ không phải là cà mương đâu Đấy cho nên Tiền nhân là phải là ông cha của thằng Diệm Mà đi trước cũng là ông cha của thằng Diệm Nha. Chứ con nấm á, chỉ là hàng lăng quăng của nước mưa thường <laughs> mà nói là lịp khá dài mà khám cổ rồi Nhưng mà mình nói chưa xong Nhưng mình vẫn cổ nói để cho mọi người Mà ai xem được cái lịp này là họ hiểu được tròn vẹn rằng Cái sự thiên đường Mỹ chỉ là một cái nơi tù ngục và một cái nơi không đáng để đến từ một cái đống đổ nát từ Bắc đến Nam. Đấy, mà chỉ mới 27 năm thôi. Mà cái xứ Cộng sản đã làm giàu cho đất nước, xây dựng cho đất nước được giàu có như hôm nay đấy. Đấy, nhiều khi thỉnh thoảng lượt trong Facebook mà cứ người ta nói rằng cứ nơi nói nơi nói nơi, nơi kia ở Việt Nam mà tao khi chưa kịp đọc đấy là cái địa danh nơi đó thì tao cứ tưởng rằng là họ đang đưa những cái cảnh giống như là ở Hollywood là cái xứ thủ phủ thiên đường của chúng mày hoặc là ở cái xứ mà gọi là chúng mày gọi là là là, là ở chí, chí, à, giàu có như sinh như nhật như, như 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 Hàn Quốc tao cứ tưởng là là chứ chứ sẽ à, h, 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 à? <laughs> tao cứ tưởng là Seoul đấy Chứ nó hay ra là đến khi kịp đọc ra là mới biết rằng là đó là ở Việt Nam. Trời ơi, thì tao nói với chúng mày rằng này này. Tao nói với chúng mày cái đồ ngũ chúng mày này. Việt Nam mà có bề dây mà được hòa bình từ những cái năm là 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 là, là năm năm tư đến dư đấy. Việt Nam mà được độc lập từ cái năm năm tư đến dư đấy thế chấp luôn cả thằng Hàn, cả thằng Nhật chỉ là dưới gót chân của Việt Nam. Thì mong mọi người là chia sẻ cho mình với nhá. Rồi dư mình cảm ơn và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Rồi hẹn là lịp sáu nha mọi người. Chào phần bạc nha. Chào niềm đau rồi.